Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm chương 5478 đến chương 5487. Chỉ có điều là vừa lúc này cũng nghĩ đến Dương Thanh đã một mực không giết Thánh, vậy cũng nói rõ bản thân Thánh đối với Dương Thanh còn có giá trị lợi dụng rất lớn. Dương Thanh tuyệt đối sẽ không tùy tiện diệt sát sợi tàn hồn này của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn lập tức gia tăng tốc độ, khí diễm phát lối, cười lạnh nói với Dương Thanh đang bám sát sau lưng: có bản lĩnh ngươi liền đuổi kịp ta, hoặc là liền trực tiếp diệt sát ta, nếu ta tìm ta tôi đó sẽ không dừng lại để ngươi bắt được. Dương Thanh cực kỳ tức giận, nhưng Lan Vương tuy nhiên đã đoán được tâm tư của anh. Anh ở phía sau rống giận, nhưng thiết thực kiếm trong tay vẫn do dự không dám chém xuống. Rơi vào đường cùng, Dương Thanh cũng trực tiếp uy hiếp nói ra: ngươi nếu tự mình dừng lại, ta liền không truy cứu chuyện này nữa, mà không đợi ta tự tay bắt lại ngươi, về sau kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Cho dù ngươi bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, ta cũng có thể để ngươi thể nghiệm một phen cái gì gọi là sống không bằng chết. Lam Vương khóe miệng hung hăng co rút lại, hắn hiểu rất rõ thủ đoạn của Dương Thanh, tin tưởng những gì Dương Thanh vừa nói nhất định có thể làm được, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giữ tâm tư vương giả của mình mà năm trước đó cũng đã là Lan Vương kinh khủng của thế lực Lan tộc khát máu. Bây giờ muốn hắn thần phục trước một thanh niên, hắn không cách nào làm được. Hắn vốn khao khát tự do, làm sao lại có thể chủ động dừng lại, bị khống chế trở thành chó xanh, mất đi tự do được chứ? Nghe được lời uy hiếp của Dương Thanh, hắn cho dù cảm thấy mấy phần sợ hãi, nhưng ý định trốn thoát của hắn vẫn kiên định như cũ, có chút nào cho dự. Chỉ có điều Lan Vương giờ phút này cuối cùng cũng chỉ là một sợi tàn hồn, không mất bao lâu hắn đã không cách nào chống đỡ được nữa, tốc độ bắt đầu từ từ chậm lại, thân hình vốn là hư ảo cũng bắt đầu càng trở nên hư ảo hơn, như thể hắn sắp tiêu tán bất cứ lúc nào. Lam Vương cảm giác được nguy cơ của bản thân, lúc này mới trở nên do dự. Tình khốn đáng chết này, đuổi lâu như vậy để không chịu từ bỏ, tàn hồn của mình càng lúc càng suy yếu, nếu tiếp tục chạy như thế chỉ sợ cũng sẽ triệt để thành hồn phá diệt. Mà nên tiếp tục bỏ chạy cho đến khi chết thì có chết cũng có là còn khó tôn nghiêm, hay là dừng lại cầu xin tha thứ với Dương Thanh tên yêu nghiệt này. Nếu là dừng lại, mặc kệ như thế nào chỉ ít còn có thể tiếp tục sống thêm một chút thời gian, chỉ cần có thể bá trụ sợi tàn hồn này, về sau có lẽ vẫn có cơ hội thoát khỏi sự trưởng khống của Dương Thanh tên yêu nghiệt này. Trong lúc nhất thời, Lan Vương trong lòng do dự, hắn vốn cho là mình tùy tiện để có thể thoát khỏi Dương Thanh đang bám sát sau lưng, lần nữa lấy lại tự do. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra mình sắp bị Dương Thanh đuổi kịp, hy vọng tự do triệt để tan thành bể khói. Điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ thật kỹ một phen. Ngay thời điểm Lan Vương đang do dự, chậm chạp không thể đưa ra quyết định, Dương Thanh ở sau lưng đột nhiên hướng về phía trước bổ ra một kiếm. Quy lực kinh khủng của thiên thực kiếm trực tiếp lên mặt đất trước mặt bổ nát, khí tức kinh hoàng đem tàn hồn Lan Vương trực tiếp hất bay ra ngoài, suýt nữa đã bị chấn nát. Lan Vương bị dọa đến tâm thần chấn động, sợ đến muốn hồn phi phách tán. Hắn căn bản không hề nghĩ tới Dương Thanh vậy mà thực sự động thủ. Còn Dương Thanh cũng đã phát hiện ra Lan Vương sắp tiêu tán, dưới cơn nóng giận trực tiếp bộc phát một kiếm, dạy cho Lan Vương một bài học. Lan Vương hiển nhiên không bị một kiếm này chấn nhiếp, dù sao thì hắn khẳng chút đã triệt để bị mất trên hành tinh này. Dương Thanh một bước xa phóng tới, tại lúc tàn hồn của Lan Vương vừa từ dưới đất bò dậy, đã trực tiếp ngăn cản tại trước mặt Lan Vương. Bất chợt tên thực kiếm tuôn ra uy áp kinh khủng, trực tiếp ập xuống bao trùm sợ tàn hồn của Lan Vương. Lan Vương bị dọa đến một trận run rẩy, ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Thanh cả nửa ngày liền một câu để không thốt lên được. Dương Thanh toàn thân có sát cơ bắn ra tứ phía, âm thanh lạnh lùng nói ra: người không phải chạy rất nhanh sao, tiếp tục chạy nữa đi. Lan Vương run rẩy thấp giọng nói: ta không chạy nữa Dương Thanh. Ta sai rồi, ta hiện tại chỉ còn lại một sợi tàn hồn, đã không lật nổi sóng to gió lớn gì, ngươi tuyệt đối không được giết ta có thể. Dương Thanh mặt mũi tràn đầy hàn ý, hừ lạnh nói ra: ngươi có thể làm cái gì? Theo ta thấy lưu lại ngươi thật giống như cũng không có tác dụng gì, dù ta thì cũng chỉ là một tia tàn hồn, bất luận kẻ nào đều thể tùy tiện bóp chết, ngay cả sổ kiếm cũng không tính được, không bằng trực tiếp bóp nát ngươi cho bớt rắc rối. Lam Vương nhìn xem sắc ý lạnh như băng trở thành Dương Thanh tỏa ra, không dám có chút động thái nào chặt chẩn Dương Thanh. Hắn có thể nhìn ra nếu còn dám kêu gào, Dương Thanh tuyệt đối sẽ diệt sát hắn.
Tuy rằng đoán được Chư Thanh là muốn lợi dụng nên mới lưu lại hắn, thế nhưng là lấy trạng thái hiện tại của hắn, dường như những gì Chư Thanh vừa nói cũng rất khó lý. Căn bản là hắn không có giá trị lợi dụng quá lớn, cho nên hắn thập phần lo lắng Chư Thanh thật sự sẽ động thủ. Lạc Vương vốn dĩ cao ngạo, giờ khắc này cũng phải lựa chọn cúi đầu, sợ tàn hồn của hắn trực tiếp quỳ sụp dưới chân Chư Thanh, ngước đầu nhìn lên Chư Thanh, thái độ cực kỳ thành khẩn. Ta thực sự biết sai rồi, thực xin lỗi Chư Thanh sinh, ta nghĩ làm chó săn cho ngươi, ngươi có việc gì muốn ta làm cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ hết sức đi làm. Ta về sau không dám tiếp tục bỏ chạy, ta lần sau nếu là còn dám chạy, ngươi liền trực tiếp bột kiếm chém bắt ta. Ta hiện tại lập tức ngoan ngoãn trở về với ngươi, ngươi đi đến nơi nào ta liền theo ngươi tới đó, tuyệt đối không dám chạy loạn. Như Thanh vừa rồi cũng đã động sát cơ, cuối cùng lại hơi cho dự một chút, mới lựa chọn tạm thời lưu lại tàn hồn xuất sinh này. Chỉ có điều để hắn xuất hiện đi lại ở bên ngoài sẽ rất khó, vì để không có gì bất trắc xảy ra, Như Thanh vẫn là quyết định sau này sẽ đem tàn hồn xuất sinh này trực tiếp nhốt lại vào bên trong bình gốm, sau đó sẽ phong ấn vào trong nhận đế vương. Thời điểm không có chuyện gì cần để có để hắn bị giam cầm ở bên trong, để hắn liền cơ hội tu luyện đều không có, chỉ có thể bảo trì lưu lại một sợi tàn hồn. Chúng ta thì không đem xuất sinh này nhốt vào bên trong bình gốm, khá là đánh sẽ trộn đi bảo vật cũng đang dựng bên trong nhận đế vương lên lút tu luyện. Lạc Vương không hề biết ý nghĩa của Dương Thanh, chỉ là nhìn thấy sát khí trên người Dương Thanh biến mất, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dương Thanh thu hồi thiên tử kiếm, trực tiếp đem tàn hồn của Lạc Vương nắm ở trong tay, hướng về phía cổng tông trở về. Âm thanh lại lùn ra, tạm thời lưu lại một cái mạng chó của ngươi. Lạc Vương vội vàng nói, ta lần sau tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Không đợi Lạc Vương nói hết lời, Dương Thanh cười lạnh ra, lần sau sao, người không có cơ hội lần sau. Giống như này Dương Thanh đã đem hắn nắm chặt trong tay, làm sao còn có thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Nghe được giọng nói là như băng của Dương Thanh, trong lòng Lan Vương dâng lên một loại dự cảm không lành, hắn nhìn không được hoảng sợ giãy giụa. Dương Thanh, kể từ người đến cùng muốn làm cái gì? Ta đều đã nói ta sẽ không bỏ chạy, người chẳng lẽ còn muốn giết ta sao? Kể từ người tuyệt đối không được làm loạn, nếu không ngươi sẽ hối hận. Dương Thanh không khỏi nhíu mày, sao thế, người đang uy hiếp ta sao? Ta nhìn ngươi là ngại tính mạng mình quá dài đúng không? Đừng quên, ngươi cái sợi tàn hồn này cũng là ta giữ lại cho ngươi. Ta muốn ngươi sống, ngươi liền nhất định phải còn sống. Thời điểm ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Lạc Vương lập tức phẫn nộ. Trong suốt ngàn năm qua, hắn chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Vô thức liền gầm thét với Dương Thanh, hỗn đản, ngươi! Chỉ có điều lời nói vừa đến bên khóe miệng, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Dương Thanh, lập tức liền ngậm miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó hơn. Người nói đúng, về sau mặt của ta chính là của người, tất cả đều nghe theo Dương Thanh sinh. Dương Thanh lúc này cũng lười để ý tới hắn, chỉ là một sợi tàn hồn, nếu không phải còn có chút giá trị lợi dụng thì anh đã sớm toàn tay bóp nát. Rất nhanh tàn hồn Lan Vương để bị Dương Thanh lần nữa đưa về cơ cốt tông. Các đệ tử giữ cửa của thành chủ nhìn thấy Dương Thanh trở về, từng người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy trong tay Dương Thanh đang nắm lấy tàn hồn của Lan Vương kia, về sau từng tên đều trợn mắt háo mồm. Tàn hồn của võ giả bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt. Chúng ta thì đó cũng là chỉ có võ giả tu vi cực cao, thực lực phi thường khủng bố mới thể làm được việc lưu lại một sợi tàn hồn nên ở tiếp tục tu luyện đoạt xá sống lại. Thế nhưng bây giờ bắn vậy mà từ trong tay Dương Thanh nhìn thấy một kẻ tướng mạo cực kỳ khủng bố. Trong mắt bọn hắn, Lan Vương hoàn toàn chính là một quái vật, dáng dấp mặt mày dữ tợn, trong miệng là đạt đầy răng nanh trắng nhởn, một đôi mắt tam giác chân nhất tầm phách con người. Vẻ vẹn mới nhìn một chút, toàn thân bọn hắn liền nổi da gà, cả tim vò lên tới cổ họng. Mà kẻ này vẻ vẹn cũng chỉ là một sợi tàn hồn, bọn hắn không dám tưởng tượng già hỏa này nếu là thời điểm thân xác còn tồn tại phải khủng bố đến mức nào. Do cái này bọn hắn mới hiểu được Dương Thanh vừa rồi tại sao lại lo lắng lao ra khỏi cửa có tông. Thứ đồ chất này nếu như chạy thoát thực sự là 10 phần nguy hiểm. Một đám phế vật, những cái gì vậy chứ, nếu còn nhìn ta khoét đi trong mắt các ngươi. Đến lúc này tàn hồn của Lan Vương có tính băng lãnh, uy hiếp mấy tên đệ tử giữ cửa phủ thành chủ. Thanh âm của hắn khàn đặc, hiển lộ rõ khí tức mạnh thú của hắn, đồng thời còn không quên dương nanh múa vuốt với mấy tên đệ tử giữ cửa. Mấy tên đệ tử giữ cửa đã khi nào nhìn thấy cảnh tượng này, bản căn bản không hề nghĩ tới,
Gia hỏa này vậy mà phát lối như thế, bị siết chặt tại trong tay Dương Thanh mà còn dám uy hiếp bọn hắn, lập tức lại bị dọa đến hướng về phía sau lui về mấy bước. Động thái của Lăng Vương lập tức khiến Dương Thanh bất mãn. Dương Thanh cả giận nói ra: còn dám tiếp tục nói nhảm, ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Lăng Vương đang phát lối lập tức ngậm chặt miệng, một chữ không dám thốt lên, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn những đệ tử giữ cửa kia. Hắn hiển nhiên là cho rằng Dương Thanh là vì những đệ tử giữ cửa này mới quát mắng hắn, do phút này chỉ thể dùng ánh mắt phát tiết bất mãn trong lòng. Dương Thanh cũng lười so đo, dù sao thì hắn thời khắc này tại trong tay Dương Thanh căn bản không cách nào nhảy nhót được nữa. Mấy tên đệ tử giữ cửa nhưng không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi Dương Thanh: Dương Thanh xin, sợ tàn hồn ngài cầm trong tay này là cái quái gì vậy chứ, nhìn còn rất hung dữ nữa. Dương Thanh xin, ngài nhất định phải nắm chắc gia hỏa này, ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Dương Thanh ngược lại là không trách cứ những đệ tử giữ cửa này, anh bình tĩnh trả lời: kẻ này chính là tàn hồn một nghiệt xúc mà thôi, các người không cần sợ hãi. Hắn nếu là dám phát lỗi, ta trực tiếp đem hắn bóp chết là được, mà lại các người còn có năng lực đem hắn trực tiếp bóp nát.